Gặp nhau trong chương trình hỏi đáp du học của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nhiều bạn học sinh, sinh viên ấp ủ trong mình ước mơ du học Mỹ. Vốn có ý nghĩ tự lập nên các bạn muốn sang Mỹ du học và sẽ kiếm việc làm thêm để tự trang trải việc học tập của mình. Các bạn biết không, khi mà các bạn có điểm tốt nghiệp trung học phổ thông loại khá, giỏi, tức là bạn sẽ có được một cơ hội nhận học bổng du học vì nhiều trường đại học tại Mỹ sẽ có các suất học bổng giúp cho các bạn tiết kiệm được nhiều chi phí du học của mình đấy. Thì đến với chương trình hỏi đáp du học của công ty Tân Đại Dương ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Thoại Như để chúng ta có thể trao đổi về vấn đề trên được cụ thể hơn nha các bạn. Xin chào chị Thoại Như. Chào em Ngọc Mai. Được biết đó là vừa qua Tân Đại Dương đã có rất nhiều bạn học sinh đậu visa du học Mỹ. Vậy thì chị có thể đánh giá như thế nào về thị trường du học Mỹ hiện nay thì và tại sao lại là điểm đến được rất nhiều bạn học sinh lựa chọn về chị? Vâng, Tân Đại Dương xin trả lời câu hỏi như sau. Thì Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học nhận thấy rằng Mỹ không chỉ hùng mạnh về kinh tế, khoa học và công nghệ, Mỹ còn là quốc gia có hệ thống các trường đại học tốt nhất trên thế giới với các chương trình đào tạo xuất sắc hầu hết ở mọi lĩnh vực. Với hệ thống giáo dục xuất sắc, cơ hội lựa chọn nghề nghiệp thích hợp, kỹ thuật công nghệ hiện đại hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, cơ hội nghiên cứu và thực tập tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, du học Mỹ là thiên đường cho sinh viên quốc tế. Mỗi năm thì trong số hơn 1 triệu học sinh khắp nơi trên thế giới có kế hoạch đi du học thì hơn 1/3 chọn đi du học tại Mỹ. Với chất lượng đào tạo hàng đầu, bằng cấp của Mỹ luôn được công nhận và đánh giá cao trên toàn thế giới. Ngoài ra thì hệ thống đại học Mỹ được công nhận là tốt nhất thế giới với những chương trình giáo dục ngoại hạng trong tất cả các nghề nghiệp. Với trên 4.500 trường đại học lớn nhỏ, yêu cầu đầu vào khá phù hợp với học sinh quốc tế, học sinh có thể lựa chọn cho mình một trường đại học tốt với chất lượng giáo dục hàng đầu tại Mỹ. Vậy thì chị Như có thể cho các bạn biết thêm là trong số các học sinh nhận visa du học Mỹ tại Tân Đại Dương là có rất nhiều bạn lựa chọn trường đại học University of Kansas. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho các bạn rõ hơn về học bổng tại trường cho các bạn biết được không ạ? Vâng, thì đúng như lời của bạn nói, Tân Đại Dương hiện là đại diện tuyển sinh chính thức của trường University of Kansas tại Việt Nam. Và công tác tuyển sinh của Tân Đại Dương hiện đang rất khả quan dành cho phía nhà trường. Và một tin vui cho các bạn học sinh, sinh viên, tin vui này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được chi phí du học của mình đó. Đó là trường University of Kansas khuyến khích và hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam với các suất học bổng có giá trị lên đến 120 triệu Việt Nam đồng cho tất cả các sinh viên khá giỏi. Ngoài ra nhà trường còn hỗ trợ các bạn phí ghi danh cũng như là đưa đón sân bay miễn phí nữa đấy. Và để tìm hiểu thêm thông tin về trường thì bạn hãy tham khảo tại website của công ty Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn. Ồ, có thể nói thì đây là một điều khá là đáng mừng cho những bạn du học sinh nào đang muốn du học tại Mỹ mà đang ấp ủ cho mình một cái suất học bổng lớn thì đây là một cơ hội khá là tốt phải không chị Như? Đúng rồi. Thì bất cứ du học sinh khi đi du học đều muốn có thêm một công việc làm thêm ngoài việc học để trang trải chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên để biết tìm việc làm thêm thì chị Thoại Như có thể chia sẻ và tư vấn thêm cho các bạn hiểu rõ được vấn đề này được. Vâng, đó cũng là băn khoăn của nhiều du học sinh, đặc biệt là ở Mỹ. Dưới đây là mách nước kinh nghiệm tìm việc làm thêm khi du học tại Mỹ. Bạn có thể tìm việc làm trong khuôn viên của trường, phải hoặc là ở những tòa nhà của trường, bao gồm các cơ sở kinh doanh hoạt động trong khuôn viên của trường, như là nhà hàng hay là tiệm bán sách, hoặc là ở nơi ngoài khuôn viên của trường nhưng sát nhập vào trường về mặt giáo dục. Tuy nhiên là du học sinh không thể nào làm việc cho một công ty ở ngoài hoạt động trong khuôn viên của trường nếu công ty đó không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho sinh viên. Thí dụ như một học sinh có thể làm việc cho nhà hàng nhưng không thể nào làm việc cho công ty xây dựng hoạt động trong khuôn viên của trường. Công việc ngoài khuôn viên trường làm cho một tổ chức hay là cơ quan sát nhập với trường thì phải liên kết đến chương trình học của trường hay là liên quan đến những dự án nghiên cứu được tài trợ bởi chính phủ. Việc làm phải là một phần của chương trình học. Việc làm trong khuôn viên trường bị giới hạn 20 tiếng đồng hồ trên một tuần trong khóa học. Du học sinh được phép làm việc toàn thời gian trong những kỳ nghỉ lễ hay là kỳ nghỉ hè. Thì tuy nhiên, du học sinh vẫn phải chứng minh với viên chức nhà trường có trách nhiệm rằng việc làm là cần thiết để tránh tình trạng khốn khó về kinh tế gây ra bởi tình trạng khẩn cấp.
Vâng, xin cảm ơn chị Như rất là nhiều về những chia sẻ khá là bổ ích trên, và hy vọng rằng những thông tin này có thể giúp ích cho những bạn đang và sẽ có ý định du học Mỹ sẽ sớm đạt được ước mơ của mình nhé các bạn. Mọi thắc mắc các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới văn phòng của công ty, đó là địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp tới văn phòng của công ty để được tư vấn miễn phí, đó là 0838484879, website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.